Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 28 tháng 3 có những tin chính sau đây. Thưa quý vị khán giả, sáng nay, tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, quán triệt các văn bản mới của Trung ương của tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Kạn; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến 196 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở ban ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn với gần 11.000 đại biểu tham dự. Với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, truyền đạt và làm rõ những nội dung cốt lõi, sâu sắc trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo thực trạng, những ảnh hưởng tác động và các giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các đồng chí báo cáo viên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt triển khai 6 văn bản của Trung ương của tỉnh mới ban hành. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức cho cán bộ, viên chức và người lao động tổ chức học tập theo cái chuyên đề của năm 2023, tập trung tại văn phòng sở. Số lượng người tham gia thì khoảng hơn 100 người. Thì đối tượng là cán bộ, đảng viên và người lao động của văn phòng sở và các cái đơn vị trực thuộc. Tham gia cái buổi học tập trực tuyến ngày hôm nay thì thành phần thì sẽ có 45 đồng chí để tham gia. Theo cái thành phần mà chúng tôi mời là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, toàn thể cán bộ công chức phường và bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các chi bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Trinh đề nghị ngay sau hội nghị, mỗi cán bộ đảng viên cần tiếp tục tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với hành động thực tế để nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Và tự giác này thì bao gồm cả tự giác trong cả việc chung với việc riêng. Việc riêng thì tự giác, nhưng việc chung thì báo cáo các đồng chí chờ chỉ đạo thì không nên. Thì xin nói là tự giác này là mọi lúc mọi nơi, từ việc chung đến việc riêng. Các cấp ủy tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt văn bản đã gửi cho các địa phương, đơn vị và tổ chức nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh bằng các kế hoạch và chương trình hành động cụ thể. Cái này trong cái phần đồng chí Lộc đã đề cập rồi, và chúng ta phải phát huy có hiệu quả của hệ thống tuyên giáo, dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể để thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân để chúng ta được tổ chức thực hiện cho nó tốt trong cái điều kiện của tỉnh chúng ta. Ngày 27 tháng 3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng Tư vấn giao trực tiếp đề tài, nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay, do Trường Chính trị tỉnh chủ trì thực hiện. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương chi tiết và nhận xét của các phản biện, các thành viên hội đồng đã thảo luận nhất trí đánh giá việc triển khai đề tài là cần thiết. Tuy nhiên, để đề tài được triển khai đạt kết quả cao nhất, đáp ứng được mục tiêu đặt hàng của tỉnh, các thành viên hội đồng đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm làm rõ thêm về thực trạng, điểm nghẽn trong việc dạy và học chính trị hiện nay trên địa bàn tỉnh, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học chính trị. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trên cơ sở góp ý của các thành viên hội đồng, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài tiếp thu, hoàn thiện đề cương gửi Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Chiều ngày 27 tháng 3, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Nẵm đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề khóa 4,
nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về các tờ trình, dự thảo nghị quyết, gồm nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, dự thảo nghị quyết đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, huyện Bắc Nẵm giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2050. Thưa quý vị khán giả, hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 1. Trong quý 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp trên, hiệp đồng chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của năm 2023. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Việc xây dựng khu vực phòng thủ tiếp tục được quan tâm, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong quý 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, tổ chức giao quân huấn luyện và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo đúng kế hoạch. Phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2023 với chủ đề huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ cương, sáng tạo, an toàn đã được triển khai và được các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tích cực hưởng ứng. Công tác hậu cần, tài chính được đảm bảo, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,03%. Trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí, trang bị được đảm bảo chất lượng, an toàn, tuyệt đối. Thưa quý vị khán giả, tuyến đường thành phố Bắc Cạn, Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hàng, Tuyên Quang là công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Cạn. Nó được mở mới hoàn toàn. Chính vì vậy, công tác triển khai thi công cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan, những vướng mắc đã và đang được tháo gỡ, xử lý kịp thời, qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là hình ảnh ghi lại tại km 7+400, khu vực đi qua xã Đồn Phong, huyện Bạch Thông. So với những gói thầu khác, việc thi công được triển khai chậm hơn. Công ty Vinadenta là đơn vị đảm nhận thi công cho biết. Nguyên nhân là do ban đầu gặp khó khăn về mặt bằng thi công. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương và chủ đầu tư, đến nay vấn đề mặt bằng đã nhận được sự đồng thuận từ phía người dân. Hiện các công ty đang tập trung máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Thì trước đây thì chúng tôi cũng thi công, sau đó cũng vướng mắc cái chỗ cuối tuyến của tôi. Thì bây giờ là cuối tuyến của tôi đã được trong ban giải quyết xong rồi, là hiện tại bây giờ là anh em chúng tôi đang làm, đang thi công và anh em chúng tôi đang đào phân đường. Tiến tới là chỉ một vài ngày nữa là chúng tôi đã sẽ ra bay. Trong khi vướng mắc thì chúng tôi cũng đề xuất đến chủ đầu tư và bên chính quyền địa phương giúp đỡ chúng tôi. Đến bây giờ là chúng tôi cũng hoàn thành tương đối. Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Cạn Hồ Ba Bể đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1854 ngày 14 tháng 10 năm 2020. Khi điều chỉnh bổ sung đoạn kết nối sang Na Hàng, Tuyên Quang, dự án được đổi tên thành dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Cạn Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hàng, Tuyên Quang. Tại nghị quyết số 33 ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là trên 2,8 nghìn tỷ đồng. Đây là dự án thuộc danh mục các dự án trọng điểm có tính liên kết vùng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Bắc Cạn. Hiện dự án đang triển khai thi công tuyến đường có chiều dài 37 km với quy mô đường cấp 3 miền núi, mặt đường bê tông nhựa. Do đây là tuyến đường mở mới hoàn toàn nên phải đi qua một số diện tích đất rừng, bao gồm cả diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng chính. Vì vậy trước khi triển khai dự án, tỉnh Bắc Cạn đã thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành, báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện các vấn đề phát sinh như hiện tượng sạt lở ảnh hưởng đến khu vực rừng chưa được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng, cũng đã được tổng hợp và thực hiện các thủ tục có liên quan trong quá trình phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung đoạn tuyến. Đồng thời thường xuyên giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời việc đổ thải của các nhà thầu thi công. Cái vấn đề mà thu hồi đất nông nghiệp cũng như là cái đất của lâm nghiệp ở dự án Ba Bể Bắc Cạn thì những cái vị trí mà được cấp phép và cái khác thì tương đối kể nhà thầu chủ đầu tư là cũng bàn giao mặt bằng và được thu hồi đất
đảm bảo về tiêu chuẩn để cho nhà thầu thi công, chứ không phải là lấn chiếm như các chỗ khác là liên quan đến, ví dụ như là chưa được cấp phép hoặc chưa được đền bù mà mình đã làm vào cái đất nông nghiệp đấy không có. Còn có những chỗ vị trí mà đổ đất ra ấy càng đều có xác nhận của chính quyền địa phương và được cấp phép để cho đẩy nhanh cái tiến độ lên, là cái đấy đã hoàn thành thủ tục. Đối với những cái bãi mà đổ thải mà của nhà thầu mà không đúng thì đối với cái nhà thầu tư vấn giám sát thì cũng là biên bản đình chỉ thi công. Thứ hai là những cái thủ tục nào mà nhà thầu hoàn thiện thủ tục đầy đủ thì chấp thuận được thì tư vấn bên trong phép đổ, còn không có cho dừng lại. Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Cạn Ba Bể kết nối sang Na Hàng Tuyền Quang có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Xác định được tầm quan trọng của dự án, hiện chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công, bảo đảm chất lượng công trình, phấn đấu sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Năm 2023, tỉnh Bắc Cạn có kế hoạch xây dựng 2 mô hình trồng chè an toàn gắn với phát triển du lịch sinh thái với quy mô 17 ha. Đó là mô hình chè Trung Du tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể với diện tích 7 ha và mô hình cây chè San Tuyết tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn với diện tích 10 ha. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Ba Bể và huyện Chợ Đồn đang tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân tại vùng được chọn xây dựng mô hình về cách trồng, chăm sóc, chế biến chè an toàn theo các tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất sạch từ khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đến thu hái, bảo quản, chế biến và đóng gói để đưa ra thị trường sản phẩm chất lượng. Bên cạnh đó, hai địa phương này cũng khuyến khích hướng dẫn người dân kết hợp xây dựng vùng chè thành mô hình du lịch sinh thái để phục vụ du khách tham quan, khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu các giá trị về cây chè Trung Du và chè San Tuyết cổ thụ. Qua đó, tạo cơ hội cho sản phẩm chè sạch của tỉnh vươn xa trên thị trường, đồng thời tăng thu nhập cho người dân địa phương. Từ nay đến năm 2030, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ phấn đấu trồng mới 56 ha rừng. Diện tích rừng trồng mới này được thiết kế trong 531 ha diện tích chưa có rừng của khu bảo tồn, dùng để trồng các loại cây gỗ quý, cây đa mục đích nhằm phủ xanh các diện tích đất trống, tăng tỷ lệ che phủ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời tạo sinh kế và nâng cao ý thức quản lý bảo vệ rừng cho người dân nằm trong vùng lõi, vùng đệm của khu bảo tồn. Ban quản lý khu bảo tồn tiếp tục phối hợp với các xã, vận động người dân chung tay trồng và bảo vệ rừng. Trong những năm gần đây, nhờ trồng cây quế mà bà con ở xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn đã có mức thu nhập khá hơn. Ở thôn Khuẩy Trang có hộ gia đình đã biết đầu tư sơ chế sản phẩm từ loại cây trồng này để nâng cao giá trị sản phẩm và tạo việc làm cho người dân địa phương. Thời điểm này đang vào chính vụ thu hoạch quế. Xưởng sơ chế các sản phẩm từ cây quế của hộ gia đình chị Bàn Thị Hà, thôn Khuẩy Trang, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn đang khẩn trương hoàn thành các đơn hàng xuất cho khách. Trước đây, chị Hà cũng giống nhiều hộ dân quanh vùng, một năm hai vụ chính thu hoạch quế bán thô cho thương lái, thu nhập bấp bênh. Sau khi tìm hiểu một số mô hình sơ chế các sản phẩm từ quế, chị đã đầu tư máy bào vỏ, thuê nhân công để tăng năng suất. Vỏ quế phơi khô đem bán giá trị cao hơn nhiều so với bán thô. Lõi, cành quế cũng được chị bán cho người dân có nhu cầu củi đốt. Nói chung bây giờ thì nó cũng khá hơn so với ngày trước, nó có mình có cái thu nhập đầu ra đầu vào ấy, khá giả hơn so với ngày trước rồi. Gia đình là cũng có mong muốn nếu mà có được hỗ trợ thì mình có thể mình mở rộng được khu mình làm ấy, thì nó cũng tạo được công ăn việc làm cho công nhân nhiều hơn ấy. Hơn 10 lao động địa phương đang làm việc cho xưởng trong một không khí vui vẻ phấn khởi. Nhiều người trong số này trước đây đi làm công nhân tại các khu công nghiệp, giờ về làm tại xưởng của gia đình chị Hà với mức thu nhập trung bình 200.000 đồng một ngày. Ở đây thì tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân ở gần đây. Tức là từ những người nhiều tuổi, như những bác nhiều tuổi hơn 60 tuổi rồi đấy cũng có thể đến đây để làm. Tại vì công việc thì nó cũng không phải là nặng nhọc mấy, nên là tạo điều kiện cho rất nhiều người đến đây làm. Với một mô hình sản xuất và chế biến cái cây quế này thì mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho gia đình. Thứ hai nữa là tạo được việc làm cho các hộ lân cận, từ nhiều hộ gia đình mà kinh tế còn khó khăn nhưng mà với cái rừng đồi quế của mình ấy đã thu nhập và đã xây được nhà cửa khang trang rồi, có thể mua sắm được các trang thiết bị trong gia đình cũng như là phương tiện đi lại rất là ổn định. Xã Đồng Thượng có khoảng gần 500 hecta cây quế đang cho khai thác. Những xưởng sản xuất sơ chế các sản phẩm từ cây quế như thế này đang mở ra hướng phát triển mới, giúp nâng cao giá trị từ cây trồng thế mạnh, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Từ năm 2015 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai việc cấp trên 5.500 chứng thư số cho các tổ chức cá nhân thuộc khối cơ quan nhà nước của tỉnh. Trong đó có trên 1.100 tổ chức và hơn 3.400 cá nhân được cấp. Ngoài ra, cấp 233 SIM PKI di động. Thông qua hệ thống thông tin đăng ký, quản lý, yêu cầu chứng thực của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ quản lý số lượng cấp phát, thu hồi, gia hạn, thay đổi thông tin chứng thư số, phát hiện trường hợp cấp sai để đề nghị thu hồi, kịp thời phát hiện những trường hợp không sử dụng để nhắc nhở, đôn đốc. Việc ứng dụng chữ ký số trong văn bản điện tử, giao dịch điện tử đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, giúp công khai, minh bạch quá trình xử lý công việc và đóng góp trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Trong quý 1 năm 2023, trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa cũng như tại một số đơn vị, xã, phường ở thành phố Bắc Cạn, một số đơn vị không thực hiện theo quy định. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có thông báo về danh mục thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến toàn phần, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến cũng như hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, nhưng nhiều đơn vị vẫn tiếp nhận trực tiếp. Để nâng cao các chỉ số về công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số của thành phố năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường thực hiện tốt nội dung này. Trong đó nhấn mạnh các đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo tài khoản cho tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến. Chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính được quy định mà Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông báo vào cuối năm 2022. Công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị tạo mã QR code, niêm yết kịp thời danh mục thủ tục hành chính khi có thay đổi tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố và của Ủy ban Nhân dân xã, phường. Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội 10 Công đoàn tỉnh Bắc Cạn, nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm lập thành tích chào mừng đại hội. Thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hòa chung không khí của Đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn VNPT Bắc Cạn đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả như nụ cười VNPT, chất lượng VNPT, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hưởng ứng tham gia hiệu quả. Qua phong trào đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ khách hàng, trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng năng suất lao động. Phụ nữ VNPT giỏi về nước đảm việc nhà, phong trào thi đua vì nụ cười VNPT, phong trào thi đua 365 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sản xuất năm. Đấy là một số những phong trào tiêu biểu của công đoàn VNPT. Những phong trào như vậy thì tạo phong trào thi đua sản xuất sôi nổi trong người lao động, trong tập thể người lao động, và những điển hình tiên tiến luôn được khen thưởng cũng như là biểu dương kịp thời. Lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động. Phong trào thi đua chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Với chủ đề đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Đợt 2 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 với chủ đề thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Trên cơ sở các đợt thi đua, các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn ra sức thi đua, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc. Điển hình như ngành y tế đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện 12 điều y đức, ngành giáo dục thực hiện tốt phong trào thi đua 2 tốt. Bên cạnh đó, đội ngũ nữ công chức, viên chức, lao động trong toàn tỉnh cũng đã sôi nổi thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ngoài ra, phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đã được các cơ quan, doanh nghiệp thực sự quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngay từ đầu năm thì cũng đã phát động một phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp công đoàn cũng như là trong đoàn viên công nhân viên chức lao động là ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao, rồi thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu, các cái nhiệm vụ chính trị cũng như là các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp địa phương, và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng thời là tập trung để ra sức thi đua để
phấn đấu lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn cấp trên. Thông qua các phong trào thi đua nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của công đoàn Việt Nam, từ đó tiếp tục phát huy trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng cho sự thành công của đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.